Dạ em thấy em hạnh phúc lắm, rất hạnh phúc lắm. Dạ nhờ chương trình này mà em đã tìm được một người mà em không thể nào ngờ được. Dạ. Bây giờ trước khán giả truyền hình cũng như là gia đình của chị gái đang xem, anh nói gì với gia đình trước đi, rồi sau đó mình về thăm gia đình sau. Dạ cháu xin bác trai cho cháu nói một câu, cháu thì không dùng từ hứa, cháu chỉ nói bằng cái tâm chân thành. Kể từ ngày hôm nay bác trai cho phép cháu được gần gũi em về để chăm sóc và lo lắng trong suốt cuộc đời. Em tên Phan Thị Thúy Hồng, 48 tuổi, tuổi con chuột. Em ở thị trấn Ốc Eo, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang chị. Dạ em đang làm gì? Dạ em may đồ tại nhà chị. May đồ hả? Dạ. Ủa may đồ dài, đồ tây hay là em đồ may thường? Đồ kiểu đồ tây, đồ vét. Vậy đó hả? Giỏi quá vậy. Bên đây mời bạn trai. Trả lời đầu tiên em tên Dương Nhật Tâm, ý danh là Chí Tâm. Em xin chào toàn thể ông bà cô bác và toàn thể anh chị em trong trường quay. Lời thứ hai em xin chào chị Hồng Vân. Lời thứ ba em xin chào anh Quyền Linh. Xin hết. Dạ. Cảm ơn anh. Rồi mời anh ngồi. Lộ diện rồi, bên nhà gái tôi đã thấy dung nhan của bên nhà trai rồi đó. Rồi bây giờ anh ở đâu? Dạ em sinh ra thì tại gia định Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Ừ. Nhưng mà hiện tại giờ em đang sống ở thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Thợ điện, chuyên sửa điện ô tô, du lịch và tải. Ừ. Anh bao nhiêu tuổi rồi? Dạ năm nay em 45 tuổi thìn. 45, bên kia 48. Trời ơi, nhưng mà nói nghe nè, mình chững hơn bên nhà gái nhiều lắm nha. Bên nhà gái ta ngon lành lắm, nhìn nó mắt, nhìn đẹp gái, ok vô cùng. Nhưng mà em chấm cái chỗ con chuột đó chị. Chấm chỗ con chuột phải không? Dạ. Ồ, vậy là hợp với tụi con chuột đúng không? Dạ, thân thiết tình. Rồi bây giờ mình nói chút xíu cái ưu điểm, khuyết điểm cho mình, cho bà mối. Đúng rồi, sẵn tôi đứng lên nghe luôn nè. Dạ, ưu điểm của em thì thích chuyên sâu vào nghề để làm kiếm tiền. Chẳng hạn như là em ngủ 1-2 giờ đêm mà khách hàng tới kêu cửa hoặc điện thoại em vẫn vui vẻ bước ra mở cửa để làm sửa cho người ta, thậm chí đứng tới sáng luôn vẫn làm. Có nhiều chiếc container là nó đậu trước là phải làm tới sáng luôn. Vậy là chịu thương chịu khó. Dạ. Thứ hai thì em cũng có nhiều điểm mạnh, chẳng hạn như em biết nấu ăn. Có thể em nấu một cái đám giỗ 6 mâm mà một mâm 5 món, 30 món nó không giống món nào em cũng vẫn nấu được. Thấy gì ta? Một mình thôi, không cần nhiều người thôi. Ơi. Tại vì những đám giỗ của bà cha mẹ của em là tự tay em nấu không. Với lại em cũng thích đờn ca. À dạ. Cô em cũng từng là quân nhân trong đài truyền hình thành phố, em cũng có đi thi ở Bến Thành. Nói nghe nè em, giống như là mình có một cái điểm yếu gì không? Điểm yếu của em là khi em bắt đầu vào công việc em làm, chẳng hạn như chủ xe là anh Quyền Linh đi, tới báo em hư cái món đồ đó, em nghe rồi em sẽ biết là nó bị như vậy. Trong lúc em đang làm thì đừng có nói văng vẳng ngay lỗ tai em, là em dễ có chút quạo. Và nhiều khi mình quạo thì mình nói ra những cái lời nó hơi kỳ kỳ thì người ta cũng tự ái, và bản thân mình cũng thấy hơi tự ái chút. Điểm yếu của em thì cũng hơi có hút mình hút hơi nóng tính chút xíu ha. Dạ, có chút xíu rồi. Có hút thuốc hả? Dạ có hút thuốc chút xíu. Một ngày hút mấy điếu? Nhưng mà nhiều nhất thì nó cũng khoảng 10 điếu thôi chị. 10 điếu? Dạ. Có nhậu được không em? Thì nhậu thì đắm tiệc thì em mới nhậu, còn mà bình thường thì em ít nhậu lắm. Rồi bây giờ nè ông đi ra đây, ông hỏi bên nhà gái tôi chút xíu coi. Chứ tôi thấy cái cặp này tôi thấy xứng đào xứng khét dễ sợ luôn rồi đó. Nhà gái. Dạ em chào anh Linh. À trời ơi. Ấn tượng quá. Cảm ơn em. Trời ơi xinh ha. Cũng tám nhìn không ra luôn á. Không ra luôn. À. Tại vì em lại công việc ở trong nhà không à. Ưu điểm của em là gì? Dạ ưu điểm em giỏi. Gì em cũng giỏi. Ừ, em nấu ăn, hát được. Hát không hay nhưng mà hay hát. À. Nói nghe là được, nấu đám giỗ được không? Bển nghe ta nói ta nấu đám giỗ sao bạn? Nấu đồ món đó. Nấu đồ chay bán. Ừ, nấu đồ chay bán à. Được rồi, vậy hai người về mở cái công ty rồi nấu ăn được rồi. Ừ, thấy không? Rồi em có điểm yếu gì không? Điểm yếu là tại em yêu trễ quá, tại em yêu trễ quá. Hả? Em yêu từ năm bao nhiêu tuổi? Hồi nhỏ em nó là lớn nó làm cái không để ý tới. Ừ. Rồi tới sực nhớ lại là em ba mấy tuổi à. Không diễn hả? Tức là em mấy mối tình rồi? Em có hai mối tình mà cũng như mình mới tìm hiểu sơ. Tìm hiểu sơ thôi không được. Lâu mau? Là... Cũng mau mà chị, 1-2 tháng thì thấy không được thì mình rút lui. Lý do gì cũng được? Lý do nó nói chung là cũng như không có nói ra được, nhưng mà mình nhẹ nhàng thôi. Như mấy anh nó vẫn là bạn, vẫn thường xuyên nhắn tin thăm hỏi vậy thôi chứ không phải. Mà cả hai người đều, hai mối tình đây đều là tìm hiểu sơ sơ thôi. Có mấy tháng thôi hả? Dạ. Chưa có yêu thật sự hả? Dạ chưa yêu thật sự, chưa yêu sâu đậm. Đàn gái dễ thương, đàn trai cũng hiền, chất phác. Để hỏi đàn trai có mấy mối tình rồi, không phải cho tôi biết bệnh chứ. Cho bà mối biết mấy mối tình rồi. Dạ em một mối tình cũng là một người vợ, em kết hôn được 20 năm. Bao lâu rồi cưng, bao lâu rồi? Này phải tìm nay cũng 2 năm mấy rồi. Ừ. 2 năm mấy rồi. Ừ. Có mấy đứa con rồi? Dạ em có hai người con trai, lớn 20, nhỏ 18 tuổi. Mà ở với ba hay với mẹ? Dạ khi em và vợ em coi như là hết duyên rồi đó, thì em cũng nói nhẹ nhàng một câu, em nói thôi anh giao hết tài sản, nhà cửa và con cái cho em hết. À, anh bước ra đi anh sẽ làm lại một cuộc đời mới. Bây giờ thì trong 2 năm đó em đã được bao nhiêu phần trăm cái dự kiến của mình rồi? Cái công việc của em á? Cái công việc của em á thì nói thật sự nó vô chừng lắm. Có ngày làm 5-7 triệu, có ngày thì làm cũng 500-300 ngàn bình thường thôi.
tại vì xe nhiều thì mình nhiều khi nó nhiều quá làm cũng không nổi luôn. Về công việc cũng ổn định ha? Ổn định rồi, cuộc sống ổn định rồi. Có cái điểm hay là về là chị, hồi nãy bạn gái nói em có lắng nghe, là 20 năm về trước đó, ông nội em từ Long Xuyên đi ra, đi lên thành phố để lập nghiệp, thì cái cuối đời của em sẽ quay trở về Long Xuyên là quê của nội em. À, dạ. Là bạn này là ở Long Xuyên, ở cái xứ của nội của em luôn. Dạ. Ừ. Là trong dự định, trong cái đầu óc của em là em đã nung nấu cái điều đó rồi đúng không? Đã tính là nếu mà gặp đúng người đó em sẽ nói câu đó. Dạ. À. Hay nha. Đó. Được. Không, như vậy là bữa nay chắc là cái ngoài cái chuyện ông Tơ bà Nguyệt giao duyên cho em thì dạ, chắc là còn có ông nội hoặc là gia đình á, bên cửu quyền thất tổ đó. Dạ. Phù hộ cho em. Nó thật sự là ế, không có ế. Mà tại vì em thấy người ở ngoài xã hội giờ nó phức tạp lắm. Bởi vậy em rất cần cái chương trình để giúp cho em là tìm được một cái người đó, theo em nghĩ là nó sẽ có một cái quyền cơ trên hai cái ghế này. Bởi vì em không bao giờ em trong cái sự yếu lực, em không bao giờ em lựa chọn cao thấp lùm ốm trắng đen hay là mặt gì hết. Em chỉ cầu bạn gái đó có một trái tim chung thủy và lời ăn tiếng nói nhẹ nhàng với em thôi. Dạ, như đó đủ rồi. Bây giờ những gì anh nói bên kia đều bên có kia nghe hết đó. Dạ. Bên kia cũng có luôn đó. Cái suy nghĩ, cái yêu cầu về cái người bạn đời của em và người đàn ông của em là như thế nào? Suy nghĩ của em là người đàn ông đó biết lo, biết yêu thương gia đình, thương vợ. Thương vợ, yeah, yêu thương gia đình, lo chu đáo gia đình là đủ đủ được. Như sạch sẽ, trước nhất là phải sạch sẽ. Thì mình có làm mồ hôi một kê xong rồi mình tắm rửa là sạch sẽ thôi. Chị thấy là cái người đàn ông bên kia là một người đàn ông rất là bản lĩnh, rất là có nghị lực, nhưng mà rất là tình cảm nha em. Chị cảm giác như vậy, thành ra là chị thấy là chị cũng yên tâm rồi đó. Vâng ơi, bây giờ mình hỏi kiến người thân đi. Em đi nha. Em đi với cháu em ạ. Đầu tiên xin chào chú Quyền Linh, cô Hồng Vân và chào chú Tâm. Trong gia đình á thì dì Hồng của con là một cái con người rất là vui vẻ, rất là hoạt bát. Con thấy chú Tâm đây là một cái người rất là thẳng tính, những cái chia sẻ rất là thẳng thắn về cuộc sống, cuộc đời của chú. Thì con thấy là hai người rất là hợp, thì con mong là hai người sẽ mở lòng để tạo ra cái mối quan hệ nó phù hợp, hạnh phúc với nhau. Rồi, cảm ơn con. Anh đi với ai? Dạ, em đi với lại một người chú và một người anh và một người chị. À, rồi xin mời đại diện đàn trai. Xin chào anh Quyền Linh. Dạ, em chào chị Hồng Vân, chào quý khán giả. Tôi là bạn của con như anh nhưng mà cũng như là bạn với Tâm. Thì theo tôi thì thấy là hai bạn này rất hợp nhau. Quan trọng là hai bạn quyết định nhau, chứ tôi thấy thì rất là hợp. À. Rồi. Cảm ơn. Rồi, cảm ơn nhà trai. Thôi bây giờ thì mở rào đi lên đây. Mở rào đi. Hai bạn này nói chuyện với nhau được ha. Mình bắt đầu mở rào. Đến đây em có món quà để tặng anh. Dạ, anh nhận. Trong đây nó có hai món, thì cái món quà này anh gửi cho em trước. Yeah. Còn cái món quà này thì sau này mình về chung một nhà, anh sẽ đưa em giữ cái bóp này để khi anh làm có tiền em sẽ bỏ vào cái bóp này. Dạ, cảm ơn. Còn ở trên đây thì trên đây là nó có một câu thơ cũng đơn giản thôi. Yeah. Tu trăm năm ta mới ngồi chung một thuyền, tu ngàn năm ta mới nhờ ban hẹn hò cho chúng ta nên duyên vợ chồng. Trời ơi. Dạ, em cho tặng anh chiếc khăn để có mình có gì có nợ với nhau thì hai người cùng chung xài chung một chiếc khăn. Anh xin đọc luôn nha. Dạ được. Mến tặng anh chiếc khăn làm kỷ niệm ngày mình gặp gỡ nơi bạn muốn hẹn hò. Nếu anh và em có duyên có phận thì mình cùng lau chung chiếc khăn nè. Cái cảm nhận về nhau như thế nào? Mở rào ra thì hai người có thấy là phù hợp với cái mình suy nghĩ hay không? Chúng anh thấy em có một cặp mắt rất là xinh và có khuôn mặt khả ái. Theo anh suy nghĩ em là một người rất thông minh. Rồi em sao? Em có cảm nhận em thấy anh cũng hiền. Nên nói với anh với vợ anh đó dứt khoát. Em yên tâm, trước khi bước lên hẹn hò mình phải đủ nghiêm túc và nghiêm chỉnh. Anh mong em hãy hiểu cái câu là ở đây không phải là cái chỗ chơi của mình. Nói thật với em là anh nó không có biết dùng những lời ngôn từ, ngôn tình. Đứng trước mặt em anh chỉ nói được ba chữ mà thôi: anh cần em. Trời ơi, quá trời quá. Dạ, anh xin tặng em một bài hát được mang tên là Casey. Rồi thư đi thư lại cày bà mối với mai, anh đưa em dạo phố lần đầu, lựa màu áo cô dâu. Em thích màu gì? Em thích màu hồng. Còn anh thích màu vàng anh cơ. Hay quá. Rồi bên nữ mình đáp lại liền. Rồi, em người ở đất miền Tây, ai xui anh đến chỗ này gặp em. Ông nội anh xui anh tới. Cái chương trình nói chuyện lứa đôi, giao bôi càng chén mặn nồng bên nhau. Em xin hết rồi.
tôi nghi quá ông Linh, tôi nghi là cái cặp này tôi với ông tự bấm quá à, thiệt luôn á. Bây giờ á, mình nói một chút xíu đi, bây giờ đó, người ở Mỹ Tho, người ở Long Xuyên, mình hẹn hò sao, ví dụ như mình cảm tình với nhau đó. Thì ý em như thế nào em cứ cho anh biết. Anh là phải xa nào quá, xa quá em đi một tháng gặp một lần cũng được, tại vì công việc nó xa quá. Cùng xa thì nó cũng từ từ thu lại gần thôi, tại vì mình đi thường nó sẽ gần em. Đi rất gần, không có xa đâu. Nói chung là quan trọng là em khi bước lên đây, em có cho anh, em có mở lòng cho anh hay không? Chứ anh đã mở từ lúc đầu rồi. Anh nhìn thấy em sao? Em rất là đoan trang mà em có một nét xinh rất là thầm kín chứ không có mạnh lộ. Cái chỗ đó là cái điểm mạnh mà anh thích nhất. Sau chương trình này anh sẽ về gia đình của em. Dạ. Để anh ra mắt cho mẹ em. Mình cũng lớn rồi, mình thay vì bây giờ đám hỏi đám cưới thì mình dồn vô đám đi em ha, cho nó gọn ha. Chứ thời gian thì nó không có, thời gian là vàng bạc mà đúng không? Rồi cho mình trở về ghế này đi. Em nhưng mà em có tưởng tượng là cái người vợ em nó sẽ như thế này không? Em không nghĩ được vậy đâu chị. Em không nghĩ, em nghĩ sẽ cũng gian dở như em. Và cũng con đùm này nọ thì em cố chuẩn bị là mình sẽ chia sẻ về cái hoàn cảnh của con. Vậy mà hôm nay là bất ngờ luôn, coi như là rất bất ngờ, em xúc động lắm. Tạo quá, coi như là thôi em cũng chờ đợi đấng lăng quân của em đó nha. Ờ, chúng ta để tay vào nút bấm đi. Tay thôi. Theo quy định, chúng tôi sẽ đếm đến 3. Bấm hay không là quyền của mỗi người. 1, 2, 3. Hết thời gian. Chúc mừng. Chúc mừng. Coi như là hay quá. Cô gái rất là đúng luật luôn á. Đúng luật. Ừ. Nào, hãy nắm tay nhau. Hay đấy, Linh cảm nhận đây là một người đàn ông tốt đó. Ha, sẽ che chở, sẽ chăm sóc. Dành cho riêng mình đó ha. Anh cảm giác thế nào khi mà dễ đã bấm nút? Dạ em thấy em hạnh phúc lắm luôn. Hạnh phúc lắm. Dạ nhờ chương trình này mà em đã tìm được một người mà không thể nào ngờ. Dạ. Bây giờ trước khán giả truyền hình cũng như là gia đình của chị gái đang xem, anh nói gì với gia đình trước đi, rồi sau đó mình về thăm gia đình sau. Dạ cháu xin bác trai cho cháu nói một câu. Cháu thì không dùng từ hứa, cháu chỉ nói bằng cái tâm chân thành. Kể từ ngày hôm nay bác trai cho phép cháu được gần gũi em về để chăm sóc và lo lắng trong suốt cuộc đời. Tại đây thì anh với em tìm hiểu nhau, nhưng mà mình hiểu nhau nhưng mà mình đi đến sau nha. Ôm chặt cái nè. Đó. Tuyệt vời. Chúc cho hai anh chị sẽ sớm về xài chung cái khăn này nha. Dạ. Hy vọng rằng chúng tôi sẽ nhận được cái thiệp mà gọi là cái tin vui của hai bạn. Chúng tôi sẽ gửi tặng một món quà, đó là một bộ sản phẩm nhãn hàng Amity. Dạ em chào chị Cát Tường, em chào anh Quyền Linh, em chào bạn Nam, dạ em chào mọi người ạ. Dạ em tên là Anh Thư, quê em ở Vĩnh Long, năm nay em 25 tuổi, hiện em là nhân viên văn phòng. Dạ em làm ở thành phố Hồ Chí Minh. À rồi, mời bạn Nam. Em chào anh Quyền Linh, em chào chị Cát Tường và chào quý diễn giả bạn nữ bên kia. Em tên là Nguyễn Lê Việt Nam, em năm nay 26 tuổi, em quê ở Cần Thơ mà hiện tại sinh sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Em làm gì? Dạ thì hồi xưa em cũng hay điện thoại nói chuyện với anh Linh. Có điện thoại nói chuyện nhanh hả? Dạ mỗi lần anh nói chuyện với anh nói con câu à. Là nói anh không có nhu cầu em luôn. Dạ em là nhân viên kinh doanh bất động sản. Hèn chi người ta gọi từ Nam chí Bắc còn bất động sản anh Linh ơi, anh Linh ơi. Xin lỗi anh không có nhu cầu hết. Thôi bây giờ mình nói chuyện điểm mạnh điểm yếu của hai bạn đi, mời bạn nữ. Điểm mạnh của em là em biết nấu ăn, em mới học len. Còn điểm yếu của em thì em hơi bị bụng bề xíu. Bụng bề sao học bóc len? Dạ bụng bề, học bóc len đừng cho nó bớt bụng bề vậy. Tính hơi cố chấp, buồn vui thất thường, hay lên cơn bất chợt. Trời đất ơi, lên cơn gì? Dạ chẳng hạn như đang ngồi buồn buồn thì em hét lên, hoặc là quay qua cắn, hoặc là đánh, hoặc là hung hít gì đó chị. Em bạn trai bên kia có thích không? Có thích lên cơn không? Thích từ cái chữ cắn trở về sau. Rồi còn điểm mạnh điểm yếu của em là gì bạn trai? Dạ em thì em thích đi du lịch. Đó đây thì nếu mà sau này em có bạn gái thì em sẽ dẫn bạn gái đi du lịch thường xiên. Hiền lành, mọi người nhận xét em cũng tốt bụng, giúp đỡ bạn bè, em cũng biết lắng nghe. Về điểm yếu của em á, em ăn rất là nhiều. Hầu như là món gì em cũng ăn được, không có kén, nhưng mà em ăn quả ngọt, thậm chí đi sổ lãi nhiều lần cũng không ạ. Còn cái thứ hai thì em hơi bị lãng tai đó. Bạn bè nói kiểu như nói hai ba lần em mới nghe chứ không phải là thôi vậy em cố gắng lãng luôn đi em, chứ bên kia thấy cũng mệt lắm á. Dạ. Ha, bất chấp và bất thường luôn hết trơn á. Còn hơn nữa thì em thì được cái trời cho da trắng, bị cái là mấy bạn nữ nó hay chê em là giống con gái á. Giờ em quýt lông. Bởi vì nhiều lúc mấy bạn hay nói em vậy nên ít có mấy bạn thích men gì không? Men không? Kiểm tra lại kỹ ha. Dạ. Em chắc không? Dạ chắc vậy. Chắc đúng không? Em trải qua mấy mối tình rồi? Dạ em trải qua thì một mối tình chính thức, 3-4 mối tình không chính thức. Trời ghê vậy. Dạ cái chính thức thì là hồi đại học khoảng 3 năm. Cũng dài ha. Dạ. Lý do sao chia tay? Thì ra trường thì em định hướng là lên Sài Gòn này làm. Ừ. Và em kêu bạn nó chắc đợi khoảng 3-4 năm nữa mới cưới. Rồi bạn nó thì nhưng mà không ưng lắm. Và bạn ấy tìm được
bên môn đăng hộ đổi đủ điều kiện rồi bạn. Đúng rồi, mình bỏ người ta 3-4 năm người ta chịu sao được. Em trải qua mấy mối tình rồi? Dạ, một mối tình là lúc em học đại học. Người ta yêu thì người ta có từ A tới Z thì đi từng giai đoạn là A, B, C vậy đó. Em mới chỉ có A là bị ngưng rồi chị. Sao bị ngưng? Lý do? Một phần là do em. Lúc đó chắc là còn nhỏ, không biết cách yêu với lại cách thể hiện tình cảm. Cho nên là bạn nó chắc là cảm thấy mệt mỏi, cho nên là chấm dứt. Mình có rút ra kinh nghiệm gì cho mối tình sắp tới không em? Dạ có, kinh nghiệm nhiều lắm. Là do em yêu em ghét, em không thích gì là em làm hết. Làm luôn một lần. Em không thích gì thì em sẽ nói thẳng. Hoặc là có cơ hội thì làm từ A tới gì đó làm được thì làm luôn. Trời ơi. Cái gì mà dốc mở đường cho muốn chạy vậy trời. Mình đã chạy qua liền luôn á. Cái vụ này hay vậy nha. Từ A tới chữ gì thôi, đâu phải tới Z rồi. Thầy mới nói Z rõ ràng anh mới chạy qua đây nè. Có nói Z không? Có thấy chưa? Đàn ông mà nghe Z là qua liền à. Mạnh mẽ chưa ha. Dạ, em là một cái bản lĩnh đó. Nhưng mà anh hỏi em nè. Dạ. Không thích đàn ông điều gì? Dạ hồi nãy bạn đó, bạn có nói là da bạn trắng. Ừ. Nhưng mà yêu cầu của em là bạn đó là da phải đen hơn em. Tại vì em không có được trắng, tức là em có nhiều lông nữa. Hai bạn này ngược nhau vậy. Sao lại người ít lông người nhiều lông? Thôi bỏ chuyện lông nó qua bên đi. Em không thích bạn đó nói quá nhiều, với lại hay hứa này hứa kia nhưng mà không làm gì hết. Bất động sản á, hay nói nhiều mà. Rồi vậy hai cái rồi ha. Dạ. Bên kia có hết rồi đó. Thôi được rồi, anh chỉ biết những cái không thích anh qua kêu thêm lông chút xíu. Rồi. Hứa mà không có làm đó, rồi. Hứa đó. Cô bên kia bản lĩnh lắm đó. Dạ. Hơi nhiều lông. Ủa rồi mà anh nói anh giúp cho ta thêm lông là anh giúp bằng cách nào Linh? Bây giờ có thuốc hết rồi em. Hỡi bạn trai ít lông. Mẫu người bạn gái mà em muốn tìm kiếm là gì? Dạ, em thích mẫu bạn gái là nhiều lông. Nói chung em cũng tự tin là em trắng nên không cần bạn gái là phải trắng. Tại vì sau này cứ cưới nhau thì con của chúng em sẽ cũng trắng theo. Em tự tin sẽ mạnh. Hay quá. Dạ, thích bạn gái tóc ngắn. Tóc ngắn mà kiểu tóc ngắn nữ tính chứ không phải kiểu tomboy. Thì cao thì khoảng từ 1m50 tới 1m59 là vừa. Khó, anh thấy được rồi đó. Thì có da có thịt. Bên kia có da nhưng mà thiếu thịt chút. Rồi em thích bạn nữ kia là bạn có gì cũng nói thì em thích. Em không thích mấy bạn mà im không thích. Hồi nãy giờ em nghe cô bên này nói chuyện em đoán cô đang bận gì? Chắc bận quần sọt áo thun màu hồng. Quần sọt áo thun màu hồng luôn. Tóc tai của ra sao, mặt mày của thế nào? Để ý là em, em thích tóc ngắn thì chắc bạn này tóc ngắn. Anh nói nghe nè, em để ý cổ nó cổ nhiều lông rồi chắc chắn không bao giờ có mặc quần sọt rồi. Còn bên mé nấu? Dạ men. Mình bán đất người ta, mình có miếng đất nào cho mình chưa? Dạ hiện tại là chưa vậy. Chừng nào mới có? Dạ hiện nếu mà tính tới chuyện gia đình thì chắc chắn là em sẽ mua và xây cái nơi ăn cư riêng cho mình. Đúng rồi. Muốn mấy đứa con? Dạ hai đứa là vừa, một trai một gái. Mà khỏe không? Dạ khỏe. Thiệt không? Thiệt mạnh hả? Mạnh hả? Đâu, trời ơi, mạnh đâu? Đây mạnh lắm à. Đâu đâu đưa cái mạnh lên coi. Mạnh coi, mạnh đâu? Có con chuột nhỏ con chuột giống như chuột chết vậy đó. Con chuột nó bự, ta nói vậy nè. Bạch vậy, chuột bạch. Chuột bạch hả? À, chuột bạch. Chuột bạch. Con cười hoài à, vui ghê vậy đó. Dễ thương mà. Bữa nào gái rất dễ thương. Được, mày xứng đôi à. Bây giờ em có đi với người thân không? Em đi với chị, với bạn. Em chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường. Theo chị thì bạn nam này hiền lành dễ thương đó. Nhưng mà chị có câu hỏi cho bạn nam là bạn nam bán đất chị có đi nhậu nhiều không em? Thực ra em không có nhậu nhiều, chỉ là chủ yếu là uống cà phê với khách thôi chứ không. Không nha, hứa nha. Thì là em nhậu ít lắm, tầm khoảng 5 lon đổ xuống. Nó mạnh mẽ nhậu ít lắm à. Rồi cảm ơn chị. Anh đi với ai? Em đi với đồng nghiệp em, có sếp em. Rồi có sếp, tôi gặp sếp đi. Trước tiên xin chào anh Quyền Linh, xin chào chị Cát Tường và xin chào toàn thể quý vị khán giả đã có mặt trong buổi ngày hôm nay. Em thì trong công việc thì rất là tốt, làm cái gì cũng làm được đó. Bạn nữ bên đây thì chị nhanh cho nam biết là nếu mà em không bấm nút thì chắc mai em khỏi tới công ty nam nhé. Trời ơi, sếp dễ thương. Bây giờ kéo màn lên cho đôi trẻ gặp mặt. Đó. Anh trắng hơn em nhiều. Chắc mà phải đi bấm hơi nắng nhiều rồi. Không em, dẫn em đi tắm trắng. Em cũng được. Anh thì làm ở Bình Thạnh gần này. Em làm ở quận Phú Nhuận. Kiểu như cái ngày hẹn hò á, một tuần mình đi chơi một lần hay là một tháng đi chơi một lần, em có cái đó không? Tại vì em làm thì nó phải đi chơi nhiều chứ anh. Tại vì anh làm bên bất động sản nó cũng hơi bận á. Dạ. Vì lúc chỉ có cuối tuần là bận nhất. Cuối tuần. Em lại đảm ngay ngày cuối tuần. Đi chơi ngày trong tuần hay là tối trong tuần thì ok. Cái đó em sẽ cố gắng sắp xếp. Tại vì em cũng hơi bận, nhưng mà vì sự nghiệp gia đình con cái em sẽ cố gắng. Đúng rồi. Nhưng vậy nữa anh cũng hay giúp đỡ mấy bạn với mấy bạn nữ rồi, cái đó em có hay khó khăn với cái đó không? Dạ không anh, tại vì em chơi với bạn nam cũng nhiều mà. Không sao, thông cảm với lại tôn trọng nhau là được. Dù hôm nay mình bù qua sức lại nhau thì dạ. Thì cố gắng một tuần gặp một lần là ok, nếu được rảnh thời gian, tại vì con sẽ nó cũng có những khoảng thời gian rảnh rất là nhiều. Dạ. Nhưng mà trong cái giai đoạn mà cái dự án đồ này nào thì rất là bận, mà anh cũng sẽ cố gắng một tuần một lần. Dạ không sao, cái đó anh cứ thoải mái, em rất là thoải mái. Em giả sử nha, bạn gái của anh thí dụ như anh muốn kết hôn nhưng mà bạn gái của anh không muốn, thì nó không muốn sang năm kết hôn, hoặc là họ muốn là khoảng chừng 2 hoặc là 3 năm nữa mới kết hôn thì anh sẽ như thế nào? Anh có đồng ý không? Ý là lý do như sao chứ? Lý do thì có thể là vì gia đình, hoặc là bạn nữ đó có việc gia đình như là chăm sóc cho em gái hoặc là gì đó.
Không sao, anh nghĩ nếu mà mình đến được cái nhà này nọ thì cái vấn đề nó không có lớn. Dạ. Anh có thích mấy cô gái mà chung là hơi trẻ con. Không sao, miễn năng động là anh thích nè. Chứ anh đừng có chầm chầm mà già tính không, anh không thích. Mà em như em dễ thương được. À, em biết dân số thành phố Hồ Chí Minh là bao nhiêu? Điều tra dân số gì vậy trời? Sao bao nhiêu? Thì hiện tại thì dân số thành phố Hồ Chí Minh là bây giờ là khoảng 15 triệu người. Rất là đông. Thì cái cơ hội, cái tỷ lệ mà mình gặp nhau ở đây á thì là nó hiếm. Nói chung là giống như khó hơn chúng với số Vietlott nữa. Nên cái khoảng thời gian này rất là tuyệt vời. Anh nghĩ là sau cái chương trình này mình sẽ cho nhau cái cơ hội để kéo dài cái khoảng thời gian tuyệt vời này. Hát bài tặng bằng đó đi. Em sẽ là tặng. Em tập trung nha. Người con gái mà anh nhớ mong. Không sao. Thì tự nhiên quên rồi. Bán đất lành lắm. Trước một cô gái nói chuyện tình yêu cái hơi rung á. Dạ. Sao em cảm nhận anh ấy là người thế nào? Dạ, em thấy anh cũng có vẻ hiền. Từ từ cái kia mình phải tìm hiểu sao. Kia là cái gì? Ý là cái sâu hơn. Cái sâu hơn là cái nào? Cái Z hả em? Dạ, cái dạ, Z hả em? Dạ, từ A tới Z đó anh. Từ từ mới hiểu. Thôi cái Z thì để chút xíu nói đi nha. Thôi hết thời gian rồi. Các bạn đang ngồi trên hai chiếc ghế. Có rất nhiều cặp đôi đã lấy nhau, đã sinh con, đẻ cái. Hai chiếc ghế nó thấy vậy thôi, chứ nó thiêng liêng lắm nha các bạn. Chúng ta bấm nút là chúng ta phải có trách nhiệm với nút bấm đó. Trao duyên mà không có duyên là xem mình đã mất duyên đó. Suy nghĩ và cảm nhận, bắt đầu. 1 2 3 Hết thời gian. Nắm tay nhau nào. Vô luôn. Từ từ để quên. Chúng ta hãy cố gắng tìm hiểu để đi đến xa hơn. Và đây là những chiếc vé xem phim của cụm rạp Cinebox 212 Lý Chính Thắng. Các bạn đến đó xem phim để có một không gian thật lãng mạn để yêu thương nhiều hơn. Gửi tặng cho hai bạn một phần quà, đó là một bộ mỹ phẩm cao cấp nhập khẩu từ Hàn Quốc với thương hiệu là Skin AZ. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Gửi tặng hai bạn đó là sản phẩm từ Kumagon, trợ lý dạ dày, trợ sức thành công. Bạn trai, cho dù nhiều quà nhưng phải nhớ nắm tay bạn gái. Nắm chặt tay nhau đấy. Chặt thật chặt nhá. Chúc các bạn những gì tốt đẹp nhất. Năm, bốn, ba, hai, một, đến đây. Cái vui thật là thú vị là các bạn trong chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Chương trình được phát sóng vào lúc 17:50 thứ bảy và 20:20 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7. Và vui hơn nữa, chúng ta sẽ thấy cặp đôi bóng mức hẹn hò và đi đến một kết quả tốt đẹp. Hạnh phúc của họ là hạnh phúc những người thực hiện những sự việc. Hy vọng là ngày hôm nay hai cặp đôi gì có bước hết lên á, nói gì thôi chứ không biết sao. Hôm xui. Đúng rồi. Đúng rồi. Ngay bây giờ xin mời quý vị đến với cặp đôi đầu tiên. Mời anh ơi. Mời nhà gái. Bây giờ mời anh ơi. Chào khán giả. Chào em Sư Quỳnh Linh. Dạ. Chào Nhiên Ngọc Lan. Chào bạn. Chào bạn gái bên kia nha. Dạ. Mình là Võ Văn Công. Mình sinh năm 1989. Mình đến từ Kiên Giang. Dạ. Hiện tại đang sống và làm việc tại quận Bình Tân. Dạ. Con làm gì không? Em thì ở nhà em có xe hơi, em chạy xe dịch vụ. À, dịch vụ hả? Dạ. Em lái luôn. Dạ, em lái luôn. Rồi, vậy là tốt rồi. Chúng mình hỏi với ai? Hiện tại ở với mẹ với lại em trai em. À, ở Bình Dương. Ở Bình Tân. Nhưng mà giờ lấy vợ thì có phải làm giàu không? Dạ không, anh lấy vợ về chắc ra đi. Ra đi ha. Dạ. Mời dạ, gái. Dạ. 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 Thôi đó, tiên cho em xin chào chú Linh. Chào Lan. Xin chào. Chào bạn đẩy cái giải trường quay. Dạ, chào em nha. Thì em tên là Vương Nguyên Thi. Em sinh năm 1993, em hiện tại là giáo viên mầm non tại quận 8, quê gốc là ở Môn. Dạ, đó là lời lời bạc, để sao em cũng có danh sự có lại của anh. Dạ, nó tiên ra tại chỗ luôn hả? Thế sao cô vậy? Dạ, em về nhà, em bán online là bán cho. Xấu lắm.
Đây là ở nó môn luôn bộ. Dạ em ở quốc xá. Nào. Hả? Dạ. Rất là hóng hồn rồi. Dạ. Hai bạn này gặp nhau làm ăn tốt nè. Bạn kia lên thi, bạn lên công, gặp nhau là thi công. Hả? Rồi con ưu điểm của em là gì? Em thì hiền, thật thà. Hiền, thật thà, gì được không? Em không hút thuốc, không uống rượu. Không có cờ bạc. Rồi con quyết định gì đâu? Em thì hơi tự ti thôi. Tự ti là cái gì? Cũng như hơi nhút nhát vậy. Đã nói gì tự ti đâu em à. Vừa có xe hơi nè, vừa tại dịch vụ nè. Những đẹp trai nè, rồi lên nhà Hồ Chí Minh nè. Nói chung là có gì đâu tự ti. Nhút nhát á. Đâu thì tại mình sẽ tiếp xúc thôi, mình tiếp xúc. Em đi dạy, mình thả thôi. Làm hơi nhút nhát luôn. Đừng có tự ti nha. Không tự ti là mở lắm. Thấy không? Mình là cố cột cũng như là mà. Rồi, em gái. Còn nhà gái thì ưu điểm rồi, cái điểm như thế nào? Dạ, ưu điểm của em là em vui vẻ, hòa đồng, cái đại chịu khó, cái gì em cũng làm được. Cái gì em muốn đẹp sẽ làm được. Muốn làm được hả? Dạ, ví dụ như là mấy bạn đi em muốn là sẽ tập trên mạng á, tên tay thì tự làm được. Muốn sai sửa, sửa thì được nhưng mà có chạy được không có quan trọng hả? Được. Có đâu, anh nhớ cũng muốn được là được á. Bảo vậy á. Không em. À, còn cái điểm. Cái điểm là nhẹ lắm. Em vừa kéo sát. Chỉ là nắm tính. Ví dụ như là còn... muốn cái đó mà em chịu. Cái này không cần nói em chịu buồn quá. Chịu đâu. Kèm thêm một cái dạng chân dạng cạnh. Bữa nay là nhỏ kẹo lắm đó nha nhà trai. Nhỏ thức là ngờ. Dạ em thì nếu mà thương thì sao em chịu được. À, đi thôi là ra sao? Đường tình duyên của con sao nè? Em thì trước có gian dở một cái tình. Một tình? À, hồi em đang học đại học. Mấy năm rồi gian dở? Cũng quen nhau được 3-4 năm rồi chứ. Rồi sao gian dở? À, vì ta là chứ? Hồi đó thì nói chung nhà cũng nghèo bởi vì có nhiều cái hoàn cảnh thôi. Thì cái hai người không hợp, hai người chia ba. Chia ba thì nghèo, chứ là chia ba thì không hợp. Thì nói chung là tự cãi nhau nhiều quá là cái thật ra cái... Vâng à, thì không hợp đúng không hợp? Dạ, không hợp chính. Không hợp rồi thôi. Dạ, sau này thì có quen người nữa. Là cô đó cũng là cô giáo mầm non. Nó mầm non luôn. Dạ. Quen bao nhiêu lâu? Quen được khoảng 3 năm. Mà dạ. Nhưng mà hồi trước thì đi xa, hai người đi xa ra cuối cùng cũng không có kết quả. Là hai mối tình đó đậm đà không? Đậm đà. Mối nào đậm? Thôi chắc là mối sao đậm hơn. Mối sao đậm hơn hả? Đậm hơn, có gì đậm hơn, có gì đậm hơn. Thì kiểu như là lâu hơn. Lâu hơn, yêu lưỡi lợi không? Bình thường. Có lần nào mình sống chung với nhau chưa chứ hôn nhân không? À, có, hồi trước thì có mối tình đầu thì có hồi thời đại học thì có sống chung. Có một bé gái. Đó, ngồi đâm lại không? Có bé gái là quá đặng rồi. Đúng không? Còn bé gái, tức là chưa có cái hôn gì mà sống thử thôi. À, chỉ sống thử nè. Sống thử có được con? Dạ, đúng rồi. Con lớn không? À, con em đang 14 tuổi. Mười bốn tuổi. Đúng rồi, quen nhau từ thời sinh viên mà. Sinh viên. Rồi bé ở với ai? À, bé thì đang ở với em. Nó có lắm, lắm rồi đó. Nét luôn á. Ừ. Rồi sao tự nhiên đường không thì có đứa con đi lại. À, nói chung hồi xưa thì có cái là hai người không hợp nhau, có con rồi mà không hợp thì với hai bên gia đình cũng không thích nhau. Cái thành ra em đi làm ăn xa. Sở anh ba em đưa em ra ngoài Đà Nẵng làm giám đốc cho công ty cảng. Em làm ở trong công ty xuất nhập khẩu. Cái ở mà mãi mấy năm luôn rồi. Vậy là hai người xa nhau rồi chia tay luôn. Có làm tí kết hôn không? Sao có hôn? Làm tí kết hôn? Trong hồi xưa thì sinh viên thì nó cũng còn đột rồi. Gặp nhau rồi yêu nhau cũng dở dàng rồi không có yêu đó các bạn không có biết nói chuyện gì rồi muốn kinh nghiệm rồi cũng không hiểu biết gì nhiều rồi cô đó giờ sao có gia đình chưa có gia đình rồi em rồi vừa có đi lại con tháng mấy kia được không khoảng 10 năm nay rồi không có liên lạc mười mấy năm rồi không có gia đình vợ đúng không dạ vâng
Mỗi là phải hỏi cho rõ để cho nhà gái biết. Nhà gái làm hiểu như thế nào ha. Rồi. Ok. Đó, nhà trai là vậy đó. Còn nhà gái mình thì sao nè, tình trường sao? Dạ, ra em cách con năm bố. Năm 26 thì có mẹ. Bé nhiêu tuổi em? Dạ bé em vừa tập. Là người gái? Em gái. Em con có biết lý do tại sao mà mình lại chia tay? Dạ, giống như là em tìm tóc em cũng tìm được tóc em tới đó để chị chơi. Thường những cái người phụ nữ mà họ biết rằng tất cả mọi gì là luôn cả việc của đàn ông họ nói nhiều. Rồi khi mà họ đã quyết định rồi là không ai lẽ cũng được. Nói chung là hai bạn cũng đổ vỡ một lần rồi. Thật sự là nhiều kinh nghiệm hơn. Đúng rồi. Là đến với cô con mình bạn kia cũng như là cũng tập hợp tốt hơn. Và là biết được cái này tốt hơn. Ha. Rồi bây giờ. Rồi đó là những chuyện của quá khứ. Mà bây giờ chúng ta nói về chuyện tương lai đi. À, cô giáo có mong muốn kiếm một người như thế nào? Rồi sống hôm nay biết hôm nay thôi, mai là ngày mai. Với lại phải thực tế. Phải đừng bao giờ nói gì nữa nội là chờ thì đang cái gì quan trọng. Thôi, cái biển hồ. Đúng đâu là làm cái gì sao? Cái biển hồ cũng vậy, chữ nhiều quá. Là sống như một tấm lực thôi, một cái gì. Tấm lực tình là cái gì kì. Được không? Không. Dạ. Yêu cầu nó mình thấy đã ứng được thôi, mình đọc. Dạ, được hết ạ. Được hết luôn hả? Không ba được. Cái này là bản lĩnh mà, với lại đã trải qua hai cái mối tình khá là sâu sắc rồi, cho nên là biết là tương lai tôi phải làm cái gì. Rồi. Rồi thì nhà trai thì sao, mong muốn có được bạn gái như thế này? Em thì đơn giản, em chỉ cần bạn gái hiền, hiền thật thà. Thì thôi mà. Em không? Kiếm lo gia đình. Có cái gì mà không thích ơn nữa không? Sợ nó không giữ. Bây giờ nghe giọng con Kim thấy không giữ không? Em chưa biết đâu. Cái cô giáo mầm non mà sao giữ nổi. Cô giáo mầm không giữ. Không có giữ lắm á, mà giữ con á. Giữ cái nhóm nhỏ mà đúng không? Để em qua coi hiền giữ cái sao nha. Mời. Cô giáo mầm non biết là tiếng mấy? Tiếng ba hả? Nó còn trẻ rồi hả? Nhưng mà làm hoài sớm, bây giờ có con áp tuổi rồi hả? Dạ. Thì là đi chạy về hai nhà là như con. Dạ, em bé cũng đi học. Sáng thì chở em học, thì chiều lúc đây. Ủa nhà có hai chị đó? Dạ không, hai chị con ở. Hai mẹ con thì thôi đó hả? Còn ra. Đây là chiều chở bé học ra xong rồi em về thì giống như khách đặt thì nó bắt đầu những cái dao thôi. Dao hàng gì? Dạ, lấy cái loại mấy sản công đặt á. Đây hả? Rồi ăn uống như thế nào? Dạ, xiên thì nấu ổn xiên đặt rồi. À, ổn cái nồi ngon không? Cái nồi không ăn được đâu ngon. Rồi thì muốn luôn á. Nó nồi ngon quá. Thôi đi ngủ trả lời là ăn rồi tự cãi rồi đó. Rồi rồi ta cũng ngon. Nói thì thấy hấp dẫn là hèn bỏ sỉ là cái luôn á. Xít ở đâu cái đâu? Dạ. Họ hút luôn hả? Họ đi ra bà phòng rồi nghe ông hỏi. Vậy chúng ta đã thấy cuộc sống của người mẹ lên nó thật như thế nào? Có sự chuyên vai. Cho nên những loại này nó thật khổ cũng như thế. Dạ. Thấy không? Hiểu hơn bà phòng nên lên thân. Ở đây có ba bà phòng nên lên thân. Ai? Đó, nhìn đó, nhìn bộ ngồi bên kia. Tôi có bài này ta. À. Rồi, hiểu, thấu hiểu. Khi mà nhà trai cũng phải hiểu tập hiểu hơn. Thì yêu thương và buông lắm những cái tổn thương của bạn lên thân. Được không công? Dạ, được anh. Được cái công nha. Dạ. Đừng có ngăn một chiếc to liền nha. Gặp thì chỉ có công thôi. Rồi, bây giờ cô giáo
cái yêu cầu của cô giáo sao nè, mẫu hình lý tưởng. Thế là đẹp. Đẹp lắm á. Mà sư con nó bảo đẹp chút á. Mà nó là chưa chắc đâu, tùy theo ăn uống dinh dưỡng nó môi trường nó lẫn dưới lên. Rồi trước mà là có hai còn tay cứ kia. Thì có nghe không? Hình như có. Không, ông nói hình như là bị có rồi. Nghe dữ không? Không. Không đâu. Sao nói là ghen thì thể hiện sao? Nói để cho bên kia người ta biết luôn. Em thì chỉ có đừng có bậy hoạn đi chơi bời thôi chứ còn mình ok hết. Ghen đập đồ cứ lộ như vậy không? Không nha. Ừ. Có ghen cũng là ghen cách thông minh, ghen cách văn hóa. Ghen cách tiết kiệm. Tiết kiệm là không làm gì hết đâu. Đâu mua cực chết rồi nè. Con đi với ai? À, đi với mẹ. Nè, có mẹ ở đây hả? Chào mẹ trai, chào cô. Cô cầm video dùm người lên đi à. Cô cứ hỏi đi cô. Dạ. Tôi là mẹ của con mà. Xin chào Hoàng Yên Linh. Dạ. Chào Hoàng Gia. Dạ. Được rồi, cô cứ nói đi cô. Hôm nay rất vui là được chương trình hẹn hò này. Và thấy cô gái này dễ thương. Thì chương trình đã tạo điều kiện thì hai con cứ tìm hiểu, nếu có duyên nợ thì tiến tới hôn nhân. Cảm ơn chương trình hết luôn. Cô ủng hộ ha. Ủng hộ. Cô thấy người gái này hiền không? Thấy hiền. Cô giáo rồi ha. Cuối thì được không con? Dễ vui hả? Cảm ơn con. Thì nào cô gái chúng ta đi ra nè. Dạ đi trước em không? Em vừa thấy đi. Dạ em thích làm thôi. Nó được bắt tắt và năng động lắm. Rồi, chào chị gái ạ. Nó được trai là được rồi đó. Nể thiên đẹp trai. Đẹp trai, ở đây ta có đẹp trai đúng không? Thấy người chơi thì thấy hai người nhớ hợp không? Đúng hợp hả? Gò không liền chứ trời. Dạ, 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 muốn là hiền á, có cái bọn thì hiền thôi vậy. Không tác cái còn giấy tờ thôi, chứ không có ra một trận. Rồi, cảm ơn mẹ gái. Thôi bây giờ cho hai bạn mặc lên. Mở ra. Nó sầu lên đó. Tấn công đi con. Này cảm ơn nhà gái. Khó quà đây có. Ba con hả gì vậy? Cua. Cua hả đầu con? Cua thuộc ha. Ấp thề xào. Ấp rồi. Cúc về chú kiếm muốn kiếm tranh đúng không? Cảm ơn con. Rồi mời bạn mai cua bắt về nhau. Và chúng ta bắt đầu với trò chuyện nào. Đầu tiên gặp nhau đó hay là gắn như thế nào? Rồi thế là sao? Sao nè? Rồi sao nè? Em muốn người bạn của mình có tính tình như thế nào? Dạ thì có dễ dàng hết. À, vậy là em thích ăn hiếp đau lắm hả? Không, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, em biết cái người đó. À, vậy muốn anh cho em một cuộc sống hết đó. Nếu như mà quen nhau thì sao, có dự định gì cho cuộc sống? Chị biết á. Nếu mà quen nhau á,
Em nghĩ cái đầu tiên là sau này mày phải em bảo để em tạo thật cho ông lao còn là dạ khá là công việc thì em sẽ phát triển cái hướng của em là từ làm giáo vừa là làm thương mại nữa em sẽ như cái hướng là tiền tiền thông dạ mà không thích là sinh ra nhé nó không là à, nếu mà kết hôn thì em sống ở đâu, muốn sống ở đâu? Ở đâu anh lo cho em được? À, ở đâu cũng được hết hả? Nghĩa anh lo lại ở đúng không? Dạ. Chứ quá vậy thôi. Bây giờ mình qua điểm từ hôn nhân gia đình mỗi bên cho em nghe đi nè. Rồi về nhà, cứ mặt nhà ta sẽ làm gì? Không thích gì đâu, quan điểm sao đó, cho nghe đi. À, em có ngại nhưng mà không có con. Không, em cũng có. Mà nếu như mà sống tìm gì em có thích sống với con mà sống chung với con. Thấy đúng rồi. Thấy nó không chậm. Thấy nó không chậm mẹ của bé. Hay là mẹ của bé không gặp gặp mẹ với phụ bé nên đang đang nuôi bé à bé đang ở luôn còn em là nếu mà anh có đủ khả năng để lo được cho con anh con em thì con cũng là bữa nay có cái ổ điện mà quên anh cũng sạc thì cái chuyện là ở đường điện em có cái ổ điện quên anh cũng sạc. Bây giờ có những cái lo không có kịp sạc không có dây mà anh có cục cốc sạc không có dây em bỏ ở đây quẩy quên cái bụng chứ em thì nào anh đi ra ngoài mà về nhét túi thế mà em phải lo lại em cũng không tiện thôi nói chung là thì anh kinh tế bình thường thôi nhưng mà sống cuộc sống thì chắc là ok ổn sao. Rồi bây giờ chúng ta tạo cái chuyện hẹn hò đi. Hai bạn sẽ tính là hẹn hò nó như thế nào? Buổi gặp gỡ đầu tiên sẽ là ở đâu? Ra sẽ cô gái ở đâu? Hẹn hò hẹn hò đâu cũng được, nhưng mà em thích người bạn trai cũng làm gì à? Có sự đầu tư cũng có thể. Ví dụ như là được có cái kiểu như là con như hai trai đi 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 không có một kể mà là anh đặt vé đó thì đi nhà nhau thế là phải luôn đó cho nó nhẹ nhàng dạ cho nó nhẹ nhàng giống tính nhàng tính em gì hẹn hò thì em hay sắp xếp chứ chung thì mình đi đâu mình có kế hoạch. Thế còn ngủ ngủ gì thì mưa mưa ở đây đó anh là người đàn ông này nếu mà quen nhau được cái người em nhận là bao lâu mình sẽ có hai giờ để thiết có làm nhà anh cũng rồi giờ con bước tới nó là gì đi nay rồi có mặt nhau đó giờ chúng ta giao luôn không vậy cho nó đỡ có hôm nay lúc nào con mình thi hát gì đó thi ơi thi gì đó thôi xin hát như vậy ha. Ngồi bên anh mãi mãi không rời xa nhé em, để vòng tay anh ôm lấy em bình yên, để mơ trong tình yêu của riêng đôi mình đánh thức buồn chi hỡi em. Ngồi bên anh mãi mãi không rời xa nhé em, để vòng tay anh che chở em bình yên. Không, không phải giải ác này đúng không ạ? Tự nhiên muốn yếu. Trời ơi, thì đó hả? Mà cũng phải mà. Dạ, em cũng tính tại
Đôi đôi mênh mông nắng ngược nhau tới không. Còn dòng sông lớn xuôi ngược lại mái hiền. Tình nguyện tì nguyện mà mơ ước tất cả tình thân. Cứ ban thêm bằng hồng trời này mai tin hóa đơn bầu. Và bây giờ hai bạn nhìn nhau, chúng ta đang gần sáng bị người nhau là nó hai bạn hơi dễ nóng cái nhau nghe về đạo nhẹ một với lối phương như thế nào để chúng ta đưa ra được cái quyết định là hóa lúc sau nó có lúc đó. Theo nghĩ thì nếu như mà đang tới bạn con lớn ăn thì cho ăn về làm quen nhau rồi mình giới thiệu thêm người nhé. Nãy em tập con cua á, cái ý nó là cua em nha. Rồi để nào. Cô giáo rất là hài hước nha. Cô giáo nói con còn hài hước của nó đó. Nó vậy luôn. Bây giờ ta sẽ quyết định hỏi để ta cũng bấm cho bạn. Suy nghĩ xem đây phải vừa nhắc mình hay không, để giờ chúng ta có thể đùa vui. Bây giờ chúng ta hãy phát lòng mình lại kiểm tra thông tin của mình thật lòng nha. Không thật lòng có phải cái gì chuẩn bị 1, 2, 3 còn phát mở thời gian chị thân ta đã có mua nhau nó hay gì bạn chị rất hẹn hò với nhau rồi ha. Ở đây các bạn đang nói một cách đạo hữu từ đi vào lịch sử tình như các bạn mà cứ thế mà làm thôi cái này những cái gì mà nói rồi tình với nhau cái thấy để ta cũng có suy nghĩ cái mối để còn gia gỡ nữa nha. Thì vô là tiên được chào các bạn đây là một phần quà của các bạn đang mua xong rồi nhớ được cái tay rồi thằng họ ăn tiên để cái chén mình dĩa vào ai đi vô ha nước rửa tay để chén là phạt sự người lên má. Đây là mặt nạ dưỡng da luôn về sự đại ban nhật bản luôn luôn được tôi tặng cho mày cả rồi rồi cái vua này cái dưới ngay dưới mình ăn đi sau mo thì chạy ra này. Thì ăn vui thôi mà xong hết. Chúng ta ngồi kể tiếp.